cho phép em được gửi lời chào đến thầy Dương Trung Hiếu cũng như là tất cả các anh chị trong cái group kiếm tiền. Thì hôm nay là một trong số ít những cái video mà em dám ngồi đây để đưa cái mặt của mình ra để nói chuyện với tất cả mọi người. Thì từ trước đến giờ em cũng có một cái tâm lý giống như tất cả các bạn là rất là nhát khi phải ngồi trước cái camera để nói chuyện. Thì ở video ngày hôm nay em xin làm cái video này để tự giới thiệu bản thân mình đến thầy Hiếu cũng như là tất cả các anh chị trong cái group. Em tên là Nguyễn Hoàng Khuyến, hiện nay là em 29 tuổi, quê em là ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nhưng mà hiện nay đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì chuyên ngành của em học lúc trước là kế toán, nhưng mà em đã nghỉ kế toán được khoảng 1 năm rồi không làm nữa. Và hiện nay thì em đang mở một cái shop nhỏ bán quần áo xuất khẩu tại nhà. Thì nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của em thì có lẽ em nghĩ em là một người khá là lạc quan cũng như là vui vẻ. Còn cái điểm yếu của mình thì trong một số cái vấn đề như là mình còn chưa có quyết tâm lắm. Thì cũng như là hôm nay em muốn nói một xíu về cái công việc là làm YouTube của mình trong thời gian vừa qua. Thì hiện tại em đã làm YouTube được gần 2 năm rồi, nhưng mà chưa có một cái thành quả gì hết, cũng như là chưa có một cái hướng đi cụ thể nào hết, cho tới khi em biết đến thầy, đến thầy Hiếu, cũng như là được vào group của các anh chị đây trong vòng một tháng qua. Thì cái điều đầu tiên mà em nhận được từ thầy Hiếu đó là một cái tinh thần tích cực và lạc quan. Thì ngày nào em cũng nghe những cái video đó thì ngày nào thầy cũng nói về những vấn đề đó. Thì em cảm thấy là mình chưa có hoàn thiện về là cái sự quyết tâm để theo đuổi cái con đường MMO. Nhưng từ khi gặp được thầy cũng như vào group cho tới thời điểm này thì em đã có một cái quyết tâm rất là lớn về một cái tương lai, đó là tự do tài chính, và một cái tinh thần tích cực, lạc quan giống như thầy nói. Và em đã học được từ những cái video của thầy rất là nhiều. Thì đó là điều em muốn gửi đến lời cảm ơn thầy. Thì hiện tại thì em làm YouTube thì được em đang có trong tay chỉ có 3 kênh thôi, mà 3 kênh này hầu như là cũng chưa có một cái kết quả gì. Hầu như là em chỉ làm những cái chủ đề được một thời gian thôi là em cảm thấy không có lên được, tên không lên được, thì em bị chán và thường thay đổi chủ đề. Và có một cái nữa là em cũng chưa có định hướng được cái chủ đề nào mình đi như thế nào đó, cho nên đó là một cái khó khăn lớn nhất của em cho đến thời điểm hiện tại. Thì em chia sẻ cái điều này thật lòng để thầy cùng các anh chị biết được cái tình trạng hiện tại của em như thế nào, để có thể hướng dẫn và giúp đỡ em trong cái con đường sắp tới. Thì trong 3 kênh đó thì một kênh em làm chủ đề về game. Về game thì em cũng chỉ quay game thôi, chứ em cũng không nói được gì và cũng không có show cái mặt mình ra, và cũng mới thôi. Một cái chủ đề thứ hai đó là về guitar. Thì guitar nó có một cái là em thường hay bị dính bản quyền về lời nhạc đó. Và cái thứ hai này là phải xuất hiện cái mặt của mình ở trong đó để nói và để hát á, thì em chưa được tự nhiên, cho nên cái kênh đó cũng chưa có lên được, thật sự chưa lên được. Và kênh thứ ba này là em làm vlog. Thì vlog của em nó không giống như tất cả các anh chị đã đang ở trong cái group. Vlog của em rất là tệ, thật sự em nhìn nhận bản thân mình cho đến thời điểm hiện tại chưa có được một cái kết quả gì sau thời gian làm YouTube là 2 năm. Thật sự thì bản thân em cũng có một số cái khó khăn nhất định trong cuộc sống, nhưng mà cái vấn đề mấu chốt là em
em chưa có được sự quyết tâm cao và chưa có một cái hướng đi cụ thể, cho nên là từ khi biết được thầy Hiếu và đặc biệt là được vào group thì em cảm thấy em rất là may mắn, vì sắp tới sẽ có những người bạn đồng hành cùng với em cũng như có được sự hướng dẫn của thầy. Đó là một điều mà em đang thiếu từ từ lúc làm YouTube cho tới bây giờ. Thì trên đây là cái video em giới thiệu sơ về bản thân mình, cũng như là muốn gửi lời cảm ơn tới thầy cũng như tất cả các anh chị đã hỗ trợ em trong suốt thời gian qua, và sắp tới hy vọng em sẽ được làm việc với các anh chị trong group cũng như là được sự hướng dẫn tận tình của thầy. Vì thật sự là trong suốt 2 năm làm YouTube thì em chưa thấy ai có thể chia sẻ một cách thật lòng giống như thầy Dương Trung Hiếu, thì em rất là quý quý cũng như là rất là biết ơn thầy ở những cái sự chia sẻ của thầy. Thì em xin kết thúc cái video giới thiệu của mình ở đây. Hy vọng mọi người có thể được trao đổi và biết về nhau nhiều hơn, và cùng làm việc với nhau với một cái sự hướng dẫn của thầy ở chặng đường sắp tới, đó là tự do tài chính. Em xin cảm ơn và xin chào thầy và tất cả các anh chị.